Các con rất vui được gặp lại các con trong phần tiếng Việt lớp 4 ngày hôm nay. Những tiết trước các con đã học về từ ghép và từ lấy, đó quả thực là phần khó khi các con mới học lớp 4. Đôi khi từ ghép và từ lấy có những ranh giới khá mờ nhạt. Vậy làm thế nào để ta phân biệt được cho chắc chắn? Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con phần đó. Bài ngày hôm nay cô sẽ ôn tập lại khái niệm từ ghép, từ lấy. Sau đó, chúng ta sẽ có một số trường hợp giúp các con có thể phân biệt được đâu là từ ghép, đâu là từ láy. Rồi, chúng mình sẽ cùng luyện tập nhé. Nào, chúng mình cùng nhìn lại phần kiến thức các con đã được học về từ ghép và từ láy nhé. Trong nhóm từ của tiếng Việt, ta gọi chung là từ đơn, từ phức. Chỉ có hai nhóm này thôi, còn trong từ phức thì lại có hai nhóm từ, đó là từ ghép và từ lấy. Từ ghép là từ được tạo bởi 2, 3 hoặc 4 tiếng, nhưng khi ghép lại nó sẽ tạo thành một nghĩa chung. Và nghĩa chung này lại được chia thành hai nhóm, đó là từ ghép tổng hợp mang ý bao hàm tổng thể nói chung. Thứ hai là từ ghép phân loại để phân biệt giữa loại này với loại khác chúng mình cùng ôn lại về từ lấy nhé. Từ lấy là từ có 2, 3 hoặc 4 tiếng. Tuy nhiên, nó có một bộ phận của tiếng được lặp lại. Nếu bộ phận đó Nếu bộ phận đó là bộ phận âm hay còn gọi là âm đầu, ta có từ lấy âm. Nếu nó được lặp lại bởi phần vần, ta gọi đó là lấy vần nếu được lặp lại cả phần âm và phần vần có nghĩa là chỉ khác thanh thôi nhé ta gọi là lấy âm và vần nếu bộ phận tiếng ấy được lặp lại hoàn toàn ta gọi là lấy tiếng như vậy nó sẽ giống hệt nhau cho nên cũng có khi ta gọi là lấy toàn bộ và một phần nữa khá thú vị trong từ lấy được gọi là lấy đặc biệt thực chất nó khuyết đi bộ phận âm đầu như vậy chúng mình vừa nhìn lại phần kiến thức về từ ghép và từ lấy. Cụ thể như thế nào? Chúng mình cùng tìm hiểu tiếp nhé. Ta sẽ cùng luyện tập qua phần sau. Với mỗi từ đơn, hãy tạo nên từ ghép và từ lấy. Thông qua đây, cô sẽ giúp các con phân biệt được cách cấu tạo của từ ghép và từ lấy. Nhóm đầu tiên, cô chọn từ đơn là nhỏ. Từ từ nhỏ này hãy cấu tạo thành từ ghép có tiếng nhỏ và từ lấy có tiếng nhỏ. Chúng mình sẽ cùng bắt đầu với từ ghép có tiếng nhỏ nhé. Ví dụ này, cô chọn được những từ ghép nhỏ xinh, nhỏ bé, nhỏ nhẹ, nhỏ con. Tất cả đều có từ nhỏ và được ghép thêm với một tiếng nữa mà tạo thành nghĩa chung. Như vậy, nghĩa mở rộng hơn so với từ đơn nhỏ. Nghĩa bao hàm hơn, nhỏ xinh, thường để chỉ vóc dáng. Nhỏ bé tương tự. Nhỏ nhẹ thường để chỉ tác phong, cách ăn, nói, đi, đứng. Nhỏ con, nhịch để chỉ vóc dáng. Như vậy, ghép thêm với một từ nữa, ta lại tạo thành một nghĩa chung và nghĩa này mang nghĩa rộng hơn so với từ đơn. Vậy từ từ nhỏ ta sẽ cấu tạo thành từ láy như thế nào cùng theo dõi tiếp trên bảng với cô này từ từ nhỏ cô có thể tạo thành những từ láy nho nhỏ đây là từ láy mà nghĩa ban đầu là nhỏ nhưng được lặp lại âm nhờ vậy đây là láy âm tương tự cô có thể tạo được nhỏ nhen để chỉ về tính cách nhỏ nhắn để chỉ về vóc dáng Nhỏ nhẹ để chỉ về cách ăn hoặc cách nói Nhỏ nhặt để chỉ về bản tính, tính cách Đây là tính cách xấu Nhỏ nhoi tương tự như vậy để chỉ được cái tính cách hay so đo với người khác Tất cả các từ này đều được cấu tạo từ những âm đầu là nhờ Bên cạnh đó có một số từ, ví dụ nho nhỏ Không chỉ là âm nhờ mà cô còn có vần o được lặp lại. Vậy đây là lấy âm và vần. Lấy âm và vần chỉ khác phần thanh. Từ thứ nhất không có thanh, thanh ngang. Từ thứ hai thanh hỏi. Với các từ tiếp theo, cô cũng có âm nhờ lặp lại. Lấy âm, lấy âm, lấy âm và cũng là lấy âm. Như vậy so với từ đơn thì từ lấy này cũng có nghĩa diễn đạt rõ ràng mạnh hơn và tất cả các nhóm này đều chung một nhóm nghĩa gốc ban đầu là nhỏ các từ còn lại không hề có nghĩa nếu các từ còn lại mà có nghĩa thì con đã bị nhầm bởi vì đây không thể xếp vào từ lấy nó sẽ xếp vào từ ghép từ ghép các tiếng có thể có nghĩa rõ ràng từ lấy chỉ một thôi hoặc có thể là không có nghĩa. Chúng mình cùng tìm hiểu thêm một từ nữa nhé. Cô chọn từ lạnh. Từ đơn lạnh sẽ được cấu tạo thành từ ghép như thế nào? Theo dõi phần ví dụ của cô. Cô có từ lạnh giá, lạnh băng, lạnh căm, lạnh buốt. Đây đều chỉ mức độ lạnh khác nhau và từ gốc ban đầu là lạnh. Vậy phân biệt thêm các nghĩa lạnh giá, lạnh băng, lạnh căm hay lạnh bút nói rõ hơn về mức độ của từ lạnh. Như vậy, giá trị diễn đạt của từ ghép lớn hơn nhiều so với từ đơn. Với từ lấy thì từ từ lạnh cô có thể cấu tạo nên từ lấy như thế nào? Các con cùng theo dõi này. Cô có từ lạnh lẽo. Trong đó, âm l được lặp lại. Đây là lấy âm. Lạnh lùng cũng có âm l được lặp lại. Đây là lấy âm. Và lành lạnh có âm l được lặp lại. Có vần anh được lặp lại. Đây là lấy âm và vần. Giống hệt phần âm, giống hệt phần vần, chỉ khác phần thanh. Như vậy cô đã tạo được các từ lấy bắt đầu từ từ đơn lạnh và trong các từ này nó cũng có mức độ diễn đạt khác nhau lạnh lẽo chỉ cảm giác lạnh lùng chỉ tính cách hoặc gương mặt khi biểu thị bên ngoài lành lạnh chỉ là cảm giác lạnh hơi lạnh một chút như vậy từ lấy đã tạo nên nghĩa khác nhau và cũng rộng lớn hơn so với từ đơn xét về mặt mức độ thì ta có lạnh chỉ nêu được một nghĩa nhưng nếu như chỉ nói một chút lạnh thôi mức độ giảm nhẹ hơn so với từ lạnh ta có thể lựa chọn từ lành lạnh như vậy từ lấy lúc này có mức độ giảm nhẹ nhưng nếu muốn giá trị mạnh hơn cả từ gốc ban đầu là lạnh cô có thể tạo thành từ ghép lạnh lẽo như vậy từ lạnh lẽo có giá trị mạnh hơn so với từ đơn ban đầu. Vậy, từ từ đơn cô có thể cấu tạo thành từ ghép, từ lấy mà mỗi giá trị biểu đạt của nó có các mức độ khác nhau. Trong đó, từ ghép hoặc từ lấy bao giờ cũng có ý diễn đạt rộng hơn. Vậy, khi sử dụng đặt câu hay viết đoạn văn, con hãy chú ý sử dụng từ ghép hoặc từ láy để hình ảnh của mình được phong phú và rộng hơn so với từ đơn nhé. Phần để chúng ta phân biệt giữa từ ghép và từ láy, các con cùng quan sát phần tổng thể ví dụ vừa rồi. Nếu là từ láy thì các tiếng của từ láy sẽ có quan hệ với nhau về âm. Đây là phần chúng quan hệ với nhau về âm. Âm này có thể là âm đứng đầu gọi là âm đầu. Âm được lặp lại ở đây có thể là một bộ phận của tiếng đó là vần hoặc được lặp lại cả âm và vần. Nhưng từ ghép thì không có quan hệ về âm như vậy. Từ ghép chẳng có những bộ phận giống nhau như thế, nhưng chúng lại khác biệt bởi vì chúng có quan hệ về nghĩa. Ví dụ, lạnh, băng. Trong trường hợp này ta sẽ hiểu lạnh là mức độ của lạnh băng là lạnh như băng giá và khi ghép lại với nhau chúng tạo thành một nghĩa để chỉ sự lạnh cái lạnh mức độ lạnh vậy các bạn có thể phân biệt được giữa từ ghép và từ lấy khi khác biệt về mặt hình thức bên ngoài vừa rồi cô đã ôn lại phần kiến thức của từ ghép từ lấy một số cách để các bạn phân biệt giữa từ ghép và từ lấy trong một số trường hợp đặc biệt như thế nào Chúng mình cùng sang phần thứ hai nhé. Phần thứ hai, một số trường hợp cần phân biệt giữa từ ghép và từ láy, bởi đôi khi chúng cũng có những đặc điểm khá giống nhau. Các con cùng theo dõi nhé. Có một số trường hợp nó có hình thức rất giống với từ láy, nhưng kỳ thực đó là từ đơn đa âm. Phần này các con cũng đã học trong phần từ đơn rồi, cùng nhìn lại ví dụ với cô nhé chuồn chuồn cào cào ba ba các con dễ dàng nhận ra đây chính là tên của các con vật tên của các con vật này được lặp lại giống hoàn toàn với nhau cả về hình thức lẫn về cấu tạo những nhóm từ như vậy ta gọi là từ đơn đa âm bởi vì cho dù được ghép với nhau chúng cũng chỉ diễn đạt một nghĩa thôi hoặc là trôm trôm đu đủ su su nhìn thoáng thì rất giống với hình thức của từ láy, nhưng những từ giống nhau như vậy để chỉ các loại hoa quả, rau ta cũng đều xếp vào nhóm từ đơn đa âm chứ không gọi là từ láy, các con nhớ nhé. Thêm một phần nữa này. Trong chóng, đây là đồ vật, những nhóm đồ vật có phần cấu tạo giống từ láy như vậy ta cũng xếp vào nhóm từ đơn đa âm. Như vậy với những tên gọi của một số sự vật mà có hình thức cấu tạo giống với từ láy, ta sẽ gọi nó là từ đơn đa âm và tránh nhầm khi xác định đây là từ láy nhé. Một lưu ý nữa mà các con cũng dễ nhầm. Đấy là những từ ghép tổng hợp mà có hình thức giống với từ láy. Ví dụ đất đai, đền đài, cây cối, chim chóc hay chùa chiền. Nhìn thoáng thì quả thật chúng rất giống với từ lấy như từ thứ nhất đất đai dễ nhầm với lấy âm. Đền đài, cây cối, chim chóc, chùa chiền đều có bộ phận âm đầu giống nhau. Tuy nhiên, xét về nghĩa, đất đai là để chỉ đất nói chung. Đền đài để chỉ khu vực đền thờ nói chung cây cối để chỉ các loại cây cối nói chung, chim chóc để chỉ các loài chim nói chung, chùa chiền để chỉ các ngôi chùa nói chung. Như vậy, chúng đều mang nghĩa nói chung mà nghĩa bao hàm chung ta gọi đó là từ ghép tổng hợp. Vậy, những từ có hình thức giống về từ láy nhưng lại bao hàm nghĩa chung thì ta xếp vào từ ghép tổng hợp. Các con lưu ý khi phân biệt về nghĩa nhé. Một phần nữa này. Có những nhóm từ về hình thức rất giống với lái tiếng. Ví dụ, ngày ngày, người người, sáng sáng, đêm đêm, nhà nhà hay ngành ngành. Thoáng nhìn, đúng là nó giống hoàn toàn về phần lái tiếng vì toàn bộ tiếng ấy được lặp lại tuy nhiên xét về mặt nghĩa thì chúng khác nhau chúng chỉ được coi đây là hiện tượng được lập từ thôi và nó vẫn giá trị diễn đạt của nó như là từ ghép ví dụ ngày ngày để chỉ ngày nào cũng thế hay nói cách khác là ngày hôm trước ngày hôm sau như vậy mỗi từ trong từ này đều có nghĩa rõ ràng mà từ có nghĩa rõ ràng thì chắc chắn không phải là từ láy nó sẽ là từ ghép. Chính vì thế, ngày ngày là từ ghép. Thêm một phần phân tích nữa nhé. Ví dụ từ nhà nhà. Nhà nhà được hiểu là nhà nào cũng thế, nhà nào cũng vậy, nhà ai cũng thế. Cho nên nó sẽ có nghĩa cho từ nhà thứ nhất và có nghĩa cả từ nhà thứ hai. Cả hai từ đều có nghĩa rõ ràng, chắc chắn nó là từ ghép. một nét nữa để giúp các con phân biệt về từ ghép. Đấy là từ có các tiếng có nghĩa rõ ràng. Ví dụ này. Cô chọn từ len lách. Thoáng nhìn thì con sẽ nghĩ rằng à, có bộ phận âm đầu được lặp lại, chắc là lấy âm. Vậy trong trường hợp vân vân như vậy, con hãy phân tích nghĩa của từng từ. Ví dụ trong từ này. len trong nghĩa của từ len lỏi. Lách được hiểu theo nghĩa của từ luồn lách. Như vậy khi ghép chúng lại với nhau thì chúng sẽ diễn đạt chung cho một nghĩa để thấy được đây là một cách đi, một cách di chuyển. Vừa chui luồn lách, chui lùi, chen chúc nhau để có thể qua được. Vậy nó cùng ghép lại để biểu đạt một nghĩa chung nên nó sẽ là từ ghép một cách phân tích nữa nhé. Ví dụ, từ này cô thấy các con cũng rất hay nhầm. Đó là từ học hành. Thoáng nhìn, ta thấy có âm đầu H được lặp lại. Thế là nhiều bạn xếp nó vào lấy âm. Trong trường hợp vân vân, các con hãy phân tích từng tiếng một. Ví dụ, ở từ này, học có nghĩa là học tập. Hành trong nghĩa của từ này có nghĩa là thực hành. Khi ghép lại với nhau, ta sẽ được một nghĩa chung. Ta được hiểu đơn giản là học phải đi đôi với thực hành. Vì thế, nó tạo nên một nghĩa chung cho cả hai từ khi diễn đạt. Nó là từ ghép. Vậy không phải cứ giống nhau về mặt hình thức khi có một bộ phận của tiếng được lặp lại sẽ là từ lấy. Con cần phải phân biệt cả nghĩa của nó nữa nhé. Với từ lấy thì chỉ có tối đa một tiếng nhiều nhất nhé một tiếng thôi có nghĩa thậm chí các tiếng không hề có nghĩa nhưng vẫn hiểu và tạo được nét nghĩa chung ví dụ này vi vu phất phơ dì dào đây là những từ lấy tuy nhiên từng từ trong từ này đều không có nghĩa nhóm thứ hai mơ màng xám xịt nặng nề đây là các từ láy mà trong mỗi từ chỉ có một từ có nghĩa thôi. Ví dụ mơ màng, nghĩa gốc ban đầu là mơ. Xám xịt, nghĩa gốc ban đầu là xám. Nặng nề, nghĩa gốc ban đầu là nặng. Để rõ hơn cho mức độ diễn đạt, người ta cấu tạo thêm một bộ phận nữa. Nhưng những bộ phận này không có nghĩa riêng biệt. Nếu có nghĩa thì nó lại không gọi là từ láy mất rồi nó sẽ gọi là từ ghép nên các con lưu ý nhé. Một phần nữa cũng giúp các con có thể phân biệt được từ ghép và từ láy. đấy là hãy căn cứ theo hình thức của từ. nếu nó là từ ghép mang nghĩa hán việt thì nó có hình thức giống với từ láy nhưng vẫn là từ ghép. ta cũng phải phân tích về mặt từ. ví dụ công cộng, nhân dân hay quân dân. Xét về hình thức, quả thực nó rất giống với từ lấy, còn có thể nhầm từ công cộng là lấy âm và vần. Tuy nhiên, từ công cộng trong này ta sẽ hiểu công là của công, cộng là cộng đồng cùng sử dụng chung. Vậy công cộng lúc này là đồ dùng, là đồ vật, là sự vật mà tất cả mọi người cùng sử dụng chung. Vậy khi có nghĩa rõ ràng như vậy chắc chắn nó sẽ là từ ghép và đây là từ ghép hán việt tương tự như vậy ta có các từ nhân dân hoặc quân dân thoáng nhìn nó có vần được lặp lại nhưng nếu phân tích theo từng từ con sẽ thấy nó là từ ghép vừa rồi là một số các tình huống các trường hợp mà con có thể phân biệt giữa từ ghép và từ lấy tuy dễ nhầm nhưng nếu lưu ý một chút các con chắc chắn sẽ không nhầm bởi nếu như con nắm được cách để phân tích. Bây giờ ta thử vận dụng xem con có nắm được phần kiến thức vừa rồi không? Chúng mình cùng chuyển sang phần luyện tập nhé. Ở phần luyện tập ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng phân biệt về từ ghép và từ lái. Vận dụng những kiến thức mà cô vừa phân biệt cho các con ở phần 2 để chúng ta hoàn thành bài tập này nhé bài tập của cô như sau cô có một số từ và nhiệm vụ của các con là hãy phân biệt đâu là từ ghép đâu là từ láy. các từ của cô là bình minh linh tinh cần cù tham lam hào hùng hỏi hang hốt hoảng tuổi tác êm ái ấp ủ gậy gọc và buôn bán nào sẵn sàng chưa chúng mình cùng vận dụng kiến thức vừa ôn lại ở phần thứ nhất, vừa phân biệt ở phần thứ hai để cùng hoàn thành phần thứ ba này nhé. Nhóm từ ghép với từ đầu tiên, từ bình minh. Bình minh xét về mặt từ, con sẽ thấy có phần in lặp lại. Như vậy, hình thức có vẻ như giống với từ lấy. Tuy nhiên, ta có thể phân biệt. Bình là sự yên bình minh là ánh sáng như vậy ánh sáng của ngày mới thật yên bình vậy có nghĩa rõ ràng chắc chắn nó là từ ghép linh tinh cả hai từ này đều không có nghĩa rõ ràng mà có vần được lặp lại cho nên đây là từ láy tiếp tục với từ cần cù để chỉ về phẩm chất tính cách nhưng không xác định được nghĩa rõ ràng của từng từ. Vậy nó là từ lấy. Tham lam cũng tương tự như vậy, không có nghĩa rõ ràng cho mỗi từ mà có vần được lặp lại. Vậy nó chính là lấy vần. Hào hùng là từ ghép. Hào thể hiện sự hào khí. Hùng thể hiện sức mạnh. Như vậy, từ hào hùng muốn diễn đạt được ý sôi nổi, vui tươi, mạnh mẽ, có nghĩa rõ ràng nên nó là từ ghép. Tiếp tục với từ hỏi han. Hỏi han có âm hát lặp lại. Tuy nhiên ta có nghĩa gốc là hỏi, từ sau chỉ bổ trợ cho từ hỏi thôi nên nó là từ lấy. Hốt hoảng, đây là từ các con rất dễ nhầm vì trong thực tế con sẽ thấy hốt, hoảng đều lặp lại âm hở trong đó con thấy có nghĩa hoảng là nghĩa chính tuy nhiên hốt ở một số địa phương có nghĩa là sợ lo lắng sợ sệt như vậy hốt hoảng sẽ có nghĩa rõ ràng ở hai từ nên nó là từ ghép mình cùng phân tích tiếp từ tuổi tác tuổi tác xét về mặt hình thức ta sẽ thấy tờ được lặp lại nên rất dễ hiểu là lấy âm tuy nhiên xét về mặt nghĩa tuổi tác để chỉ về độ tuổi nói chung khi đã có ý nói chung chắc chắn sẽ là từ ghép tổng hợp cho nên tuổi tác sẽ là từ ghép tổng hợp đây cũng là phần các con dễ nhầm đấy lưu ý nhé từ tiếp theo êm ái xét về hình thức không có bộ phận âm đầu nên đây sẽ là từ lấy đặc biệt ủ trong đó cũng không có bộ phận âm đầu vì thế thoáng nhìn ta sẽ nghĩ giống từ êm ái có nghĩa là từ lấy tuy nhiên xét về mặt nghĩa của từ ấp cũng là dùng nhiệt che chở ủ cũng tương tự như vậy vậy có nghĩa rõ ràng cho nên ấp ủ lúc này sẽ là từ ghép tiếp tục với từ gậy gộc âm g được lặp lại và chỉ có từ ban đầu là từ gậy. Vậy đây chính là từ lấy. Buôn, bán, tuy có âm bờ ở phần đầu của vần, phần đầu của tiếng giống nhau. Tuy nhiên nó có nghĩa rõ ràng giữa từ buôn, từ bán. Vậy đây là từ ghép. Vừa rồi Cô đã phân tích từng từ để giúp các con có thể xếp được vào hai nhóm từ ghép và từ láy. Cách phân biệt dễ nhất với các con đấy là hãy xét xem nếu như các tiếng đều có nghĩa rõ ràng thì đây sẽ là từ ghép, không bao giờ từ láy có nghĩa rõ ràng như vậy. Vừa rồi, cô đã giúp các con nhận diện được một số cách để phân biệt từ ghép và từ láy. Đôi khi trong tiếng Việt của mình có hình thức giống với từ lấy nhưng nghĩa thì khác nhau nên khi phân tích các con hãy lưu ý và hãy nhớ những gì cô vừa giúp các con ở phần 2 và luyện tập ở phần 3 để các con làm bài cho đúng nhé. Hẹn gặp lại các con trong những bài học sau.